Guna và thí chủ Domus. Ta Milarepa kể lại những gì ta kinh nghiệm khi thiền định. Ta mãi trú trong những hang động xa xôi. Lời nguyện thuần khiết khiến cho hội này khả hữu. Giới luật thuần khiết của Pháp hợp nhất ta với những người bảo trợ. Các con, những gì các con hỏi, ta, người cha, sẽ tặng như món quà khi đến. Ta khước từ thế gian và tiếc thương cho nó. Ta, Milarepa, đến núi tuyết Lashi, một mình chỉ lấy động hàng ma. Trong 6 tháng tròn, kinh nghiệm thiền định đã phát triển. Bây giờ, ta tiết lộ nơi đây trong bài hát 6 tình yếu. Thứ nhất là 6 vụ ngôn về hình tướng bên ngoài. Thứ nhì, 6 hành xử không tốt bên trong mà một người nên xem xét kỹ. Thứ ba, 6 cái áo trói buộc chúng ta trong sinh tử. Thứ tư, 6 con đường qua đó đạt giải thoát. Thứ năm, 6 tình yếu của tri thức qua đó đạt tin tưởng. Thứ sáu, 6 kinh nghiệm.